Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Cho tuần 1118 đã chính thức ra lò với một sự bất ngờ không hề nhẹ dành cho các fan khi Gregory Bonney biến thành Nika dạng hoàn chỉnh. Toàn quân toàn dân ta chung sức đồng lòng phổ cập năng lực, toàn dân phấn đấu từ nay đến hết năm mỗi nhà phải có từ 1 đến 2 Nika. Vì năng lực duy nhất đánh bại được thần mặt trời Nika là hai thần mặt trời Nika. Mình đang tự hỏi lão già Saturn sẽ phản ứng như thế nào khi chứng kiến con quái vật do chính tay mình tạo ra. Điều ông ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Chi tiết này đã được Oda nói từ chapter 1113. Năng lực Toshinomi cho phép Bonney thay đổi ngoại hình của bản thân cũng như người khác theo nhiều giả định về các kịch bản tương lai khác nhau mà cô bé tin là như vậy. Đó là bản chất sâu xa của sức mạnh thay đổi tuổi thọ của Bonney. Thực tế cô bé chỉ tưởng tượng ra đối phương lúc nhỏ hoặc khi về già. Năng lực này dựa trên mối quan hệ nhân quả liên quan tới trí tưởng tượng và lòng tin vào một sự vật, sự việc nào đó nên rất hợp với một cô bé 12 tuổi phải sống trong 4 bức tường suốt hàng chục năm. Ghi nhận tới lúc này là Bonney có thể mô phỏng được ngoại hình của người khác trong khoảng thời gian nhất định. Từ nhỏ, khả năng này đã được bộc lộ theo cách đơn giản như biến thành người lớn xinh đẹp giống mẹ cô bé là Ginny hay biến thành cụ già giống hệt hoàng thái hậu Cornie. Với các trường hợp kỳ quái hơn thì như khổng lồ hóa thì Bonney đặt tên cho chiêu thức là tương lai méo mó. Bonney đã hóa thành tộc nhân Buccaneer khi đấm cục Alpha hay người khổng lồ Embab khi đối đầu thánh Nasu Zero. Nhưng đặc biệt hơn cả là dạng Nika mà bản thân cô bé tưởng tượng trong chapter 1118 mới nhất này. Hình dạng đó trông như thế nào? Nika hoàn chỉnh sẽ giống như Luffy hay là Bonney có thể biến hình chuẩn hơn cả người sở hữu năng lực đây? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tên của chương này là Hãy Tự Do. Như anh em đã biết thì đây là câu mà Luffy nói với Bonney lúc trước. Sang chap mới cậu nhắc lại một lần nữa khi chỉ cho Bonney cách để trở thành Nika và cô bé đã thành công. Trang bìa tuần này tiếp tục là cover story, chuyến du hành của đứa trẻ tộc Oni, Yamato. Trong vốn 8 tuần này chúng ta sẽ thấy cảnh Yamato rời Hoa Đô trong khi đang ăn bento. Như vậy hành trình chú du khắp Wano quốc của cô nàng chính thức bắt đầu. Sau khi đến chào từ biệt lão đại của kinh thành, có vẻ Nekomamushi cũng gia nhập giới Yakuza dưới trướng Hyogoro Hoa, giữ gìn trật tự Wano quốc từ trong bóng tối. Yakuza Nhật Bản là một thế lực ngầm được thừa nhận trong xã hội. Tại Wano cũng vậy, ông trùm Hyogoro rất có tiếng nói. Ngày còn cai trị đảo Zu, Inarashi là vua ban ngày, Nekomamushi là vua ban đêm. Giờ tuy đã nhường ngôi lại cho Carrot, nhưng vai trò của họ dường như không đổi. Inu vẫn giữ cương vị của một samurai trực tiếp theo hầu tướng quân, thế lực gìn giữ trật tự trị an chính quy. Trong khi đó, Neko lại tới chỗ ông trùm Yakuza Hyogoro Hoa đảm nhiệm những mặt tối khác trong xã hội, chẳng hạn như kỹ viện, song bài, gây xa, v.v. Bởi tại Wano thì chúng không bị cấm, hai người vẫn là bức tranh tối tranh sáng. Có lẽ Nekomamushi sẽ trở thành lão đại tiếp theo của giới Yakuza, còn Yamato có thể tìm thấy những Kinemon mới, Inu mới, Neko mới trong hành trình của cô bé hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn bây giờ thì hãy tới với phần nội dung chính. Mở đầu cho tôi 1118 là cảnh tiếp nối phần cuối chương trước. Robot cổ đại đang chìm dưới biển sau đòn tấn công cực mạnh của thánh Wakiri. Nó nghĩ về Joy Boy khi đang chìm. Joy Boy, anh đang ở đâu? Tôi tưởng anh vừa mới ở đây lúc nãy. Hóa ra con robot này cũng không xịn như người ta tưởng, nó chỉ phản ứng với duy nhất một người, đó là Joy Boy. Radar của nó định vị Joy Boy rất nhạy. Tuy nhiên, nếu Luffy không bật trạng thái G5 hoặc G5 hết tác dụng, robot cổ đại sẽ mất phương hướng và đi lang thang một cách đần độn như anh em thấy. Sau đó, thông điệp của Vegapunk bỗng dưng được phát đi tiếp khi cơ thể robot cổ đại đã ngập hẳn trong nước. Quả nhiên, con Deidamushi đặc biệt chữa hỏng mà va chạm mạnh chỉ khiến nó bị lag thôi. Thế nên phần cuối của video vẫn được phát, nhưng tín hiệu lại không thể truyền ra ngoài. Đây hoàn toàn là khoa học. Anh em học vật lý 12 sẽ biết thứ công nghệ truyền thông mới mà Vegapunk sử dụng chính là ứng dụng của sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến hay vô tuyến sóng ngắn được dùng trong phát thanh truyền hình chủ yếu là sóng ngắn và cực ngắn, thường dùng để liên lạc giữa máy bay, tàu biển với đất liền bởi chúng phản xạ rất tốt trên mặt nước biển và mặt đất. Thế nhưng sóng cực ngắn lại bị nước hấp thụ nhiều nên khi liên lạc dưới tàu ngầm họ phải dùng sóng dài, do đó tín hiệu từ Deidamushi đặc biệt không thể truyền tới các máy thu được. Anh em đừng hỏi vì sao Vero còn phát mà không ai nghe thấy. Nó vẫn phát nhưng sóng không qua nổi mặt nước thì lấy gì nghe, đúng không nào? Oda dùng kiến thức thực tiễn chứ chẳng hề vô lý một chút nào đâu. Cách kể chuyện này chúng ta đã quá quen thuộc. Mở bài, cắt phần thân rồi đi thẳng tới phần kết. Vegapunk nói câu cuối cùng rằng tên là... Rồi Vero chính thức khép lại. Ta thấy phản ứng của người dân tại một số nơi trên khắp thế giới về việc thông điệp của Vegapunk bị gián đoạn. Lần đầu tiên là tại Alabasta. Koza và Toto cùng với những công dân khác đang bàn tán xem Vegapunk bị ai đó tới ám sát. Ông ấy có nói về tội lỗi mà mình mắc phải. Họ tự hỏi liệu đây có phải là nguyên nhân hay không? Lẽ nào Vegapunk đã bị chính phủ thế giới xóa sổ đây? Hàng tá câu hỏi được đặt ra, nhưng vẫn có những người không tin chính phủ sẽ làm vậy.
họ đổ hết nghi ngờ lên đầu Luffy. Không thể nào, mấy người quân Vegapunk đã bị Luffy mũ rơm bắt làm con tin à? Rõ ràng là do bọn hải tặc rồi. Chuyển cảnh tới Whiskey Peak, Mr. Night và Mr. Monday, con trai của họ cùng với những công dân khác đang thảo luận. Cho dù ông ta có phạm phải loại tội lỗi nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng chính phủ thế giới lại cố gắng giết chết thiên tài số 1 thế giới vì lý do đó. Chứng tỏ vẫn có rất nhiều người ủng hộ Vegapunk, các phát minh của ông đóng góp quá nhiều cho nhân loại. Tiếc rằng hơn 2 năm trước, việc băng mũ rơm giúp đỡ Alabasta không được công khai. Do lo sợ chính phủ sẽ trừng phạt nên Vua Cobra buộc phải giấu nhẹm chuyện này. Vivi cũng không được phép để lộ chuyện mình làm bạn với hải tặc. Thành ra người dân chỉ biết đại tá Smoker đã đánh bại Crocodile nên họ mới nghi ngờ Luffy sát hại tiến sĩ Vegapunk. Tất cả đều do truyền thông dắt mũi, khó có thể trách được họ. Ở Dressrosa, Rebecca và Leo đang nói với Luffy. Leo hỏi có phải Luffy Land làm việc đó với Vegapunk hay không? Tất nhiên là không rồi. Rebecca lập tức quát cậu ta. Trở lại đảo Egghead, Chalk thông báo cho Ngũ Lão Tinh biết vẫn còn hai Vegapunk sống sót, đó là Lilith và Atlas. Chalk cũng nói rằng thằng Ricord sẽ tiếp tục phát triển ngay cả khi sau cái chết của Stella, bộ não của một người vẫn sống dù người đó đã chết. Đây thực sự là chuyện khó tin. Ngũ Lão Tinh quyết định rằng ưu tiên tiếp theo của họ là loại bỏ những Vegapunk còn lại, ngoại trừ Chalk. Không phải bắt sống Lilith và Atlas như spoiler ngắn hôm qua nữa, mà là thủ tiêu. Vậy ra mục tiêu bị Thánh Narciso nhắm đến là Lilith, Nico Robin chỉ xếp thứ hai, còn Atlas hiện đang trên tàu của người khổng lồ. Kẻ có thể tiếp cận họ nhanh nhất không ai khác ngoài Thánh Mars, điều này mình đã dự đoán từ trước. Bên phía bờ đông bắc, Luffy, Dory và Progy đã đến được bờ biển và nhảy lên tàu của băng hải tặc cự nhân cùng với Bonnie, Sanji và Franky. Họ đã sẵn sàng ra khơi. Hải quân cho rằng những người khổng lồ quả thực vô cùng khó nhằn, nhưng cũng không thể để họ chạy thoát bởi hải quân đã điều quá nhiều thiết giáp hạm từ tổng bộ hải quân đến trận chiến này. Burstoco thất bại chẳng khác nào tự vả vào mặt. Tuy nhiên nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Ngay đến các Frodok còn chẳng ăn thua gì nữa là tụi lính lác. Nói có sách, mách có chứng, Bonnie lúc trước đã biến Frodok Pomsky thành trẻ em rồi sút vỡ mỏ ông ta. Vừa xong cô bé còn làm quả double kill. Thấy Kashi bị đánh, Bonnie liền ra tay hỗ trợ, cô biến Frodok Don thành một bé gái. Frodok Brook Sky tới giúp cũng chịu chung số phận. Và cả con hải thú máy mà Brook Grass đang cưỡi nữa. Thế là tàu Embab đã rảnh buồm để ra khơi. Don chỉ biết chửi thề mà không làm gì được. Brook Grass tự cảm thấy xấu hổ về sự bất lực hiện tại của mình. Bà ta bảo năng lực của Bonnie đúng là một năng lực vô lý. Điều này không sai, sức mạnh của cô bé này rất phi lý, xứng đáng lọt vào top 3 trái quỷ có sức mạnh ảo nhất game. Bonnie bắt đầu gáy. Nếu tôi chạy thoát thì sẽ là một vấn đề lớn với các người nhỉ, hải quân. Luffy vẫy chào Omo và Kashi. Kashi gần như bị knock out do đòn tấn công của Don ở chương trước. Sanji liên lạc với Nami để thông báo rằng họ đã ra khơi thành công. Nami nói với Sanji rằng họ cũng sẽ khởi hành ngay. Không có tin tức gì về Zoro, Jinbe và Narciso trong chương này. Nhưng có thể đoán hai người họ đang cầm chân ông ta để thao dừng Sanji chạy trước. Trở lại tàu Embab, vừa lên tàu, Luffy đã chạy thẳng xuống bếp ăn, điên cuồng nhét tất cả đồ ăn cậu ta tìm được vào miệng. Đột nhiên Thánh Ma xuất hiện, lão bay thẳng tới gần tàu Embab rồi bắn một tia năng lượng từ miệng. Ba chiến binh khổng lồ cùng nhau dựng khiên chặn đòn tấn công của Mars, nhưng một phần tàu Embab vẫn bốc cháy. Vậy ra, đây là khạc lửa tương tự bộc tức của Kaido. Đúng lúc này thì Luffy ăn no, cậu trở lại hình dạng Gear 5 và khiến biển cả lên con tàu rung chuyển. Luffy gọi Bonnie khiến cô bé giật mình vì nhìn thấy Nika. Cùng quẩy nào, cô muốn đấm bọn chúng mà đúng không? Không được đâu, tôi không thể làm được. Tuy không hiểu lắm về năng lực của cô, nhưng tôi biết cô làm được mà. Bonnie nhớ lại lần đầu tiên gặp Luffy trên đảo Egghead. Luffy đã nói rằng cậu biến thành như này khi cậu cảm thấy tự do. Sau đó cô bé nhớ lại ký ức của Kuma. Ông hứa trước mộ Genie rằng sẽ nuôi nấng Bonnie rồi sử dụng sức mạnh Toshitoshinomi để thử biến thành Nika. Bonnie hét lên. Watashi ga ichiban jiu mirai. Tạm dịch là tương lai méo mó, tương lai nơi ta tự do nhất. Luffy cười lớn khen Bonnie làm rất tốt, cô bé cũng không tin vào mắt mình nữa. Wow, tôi làm được rồi. Trong trang đôi cuối cùng của chương 1118, Bonnie khổng lồ xuất hiện trong dạng trắng toát, giống như Luffy trên trang bìa One Piece tập 106. Luffy cũng hóa khổng lồ sử dụng Gear 5, cậu đang cười như lần đầu tiên Gear 5 được trình làng tại đảo quỷ. Hai Nika khổng lồ vô cùng hoành tráng, sự biến đổi của Bonnie giống hệt như Luffy. Với mây trắng bồng bềnh quanh cổ, mái tóc trắng và xoăn, quần chuyển nốt sang màu, trừ mỗi cái thắt lưng, đôi mắt có con người cũng y hệt. Những người khổng lồ Embab rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Cái gì vậy? Wow, có tận hai Nika luôn. Hải quân thì khỏi phải nói, chúng xúc nặng khi thấy hai tên khổng lồ màu trắng đột nhiên từ đâu chui ra. Ở cách đó không xa, hai thánh Wakiri và Jupiter cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ nên họ nhanh chóng tiến về phía bờ đông bắc. Saturn chắc đang lo lắm, nếu để mấy lão này biết mình búp sức mạnh cho Bonnie thì hỏng.
Lúc này Luffy, Bonnie đã sẵn sàng đối mặt với Mars, họ cùng nhau xông lên. Trong khung tranh cuối cùng của chương, robot cổ đại lại có phản ứng khi đang dưới đáy biển. Anh ấy ở đây, tôi tìm thấy anh rồi. Giờ thì mình đã hiểu vì sao trái Hitotonomi chưa thức tỉnh suốt nhiều thế kỷ mà con robot cổ đại lại tấn công thánh địa Marengoi 200 năm trước rồi. Nó chỉ phản ứng với Nika, cũng tức là Joy Boy. Vậy thì chắc chắn 200 năm trước Nika phải xuất hiện trên đỉnh Red Line, nhưng đó không phải Nika thực sự mà là một nô lệ. Nô lệ này vô tình ăn phải trái Toshitoshinomi hàng Ryu, có lòng tin sắt đá vào chiến binh giải phóng và đã tưởng tượng mình là Nika. Điều đó vô tình kích hoạt tương lai méo mó, biến người đó thành Nika rồi quậy phá tưng bừng. Robot cổ đại cũng tưởng nhầm đấy là Joy Boy nên mới trèo lên Marengoi's. Tuy nhiên, chính phủ đã kịp thời xử lý kẻ nổi loạn dẫn tới việc con robot dừng hoạt động, chứ nó không hề cạn năng lượng. Dĩ nhiên, lý do thực sự bị che giấu vì có liên quan tới Nika nên người ta đều nghĩ nó hết pin thật. Thêm một chi tiết nữa là Ngũ Lão Tinh đều nhận ra con robot, chứng tỏ chúng đều có mặt khi nó tấn công thánh địa Marengoi 200 năm trước. Đó là lý do Saturn thu được năng lực Toshitoshinomi rồi sau này cấy vào người Genie. Đó là toàn bộ nội dung chi tiết của chương 1118 mới nhất. Video của bọn mình cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.